Cứ vào mỗi dịp cuối năm thì nhiều người có nhu cầu mua vé tàu để trở về quê ăn Tết sum họp cùng gia đình. Lợi dụng dịp này thì một số đối tượng đã thực hiện những hành vi sử dụng mua bán vé tàu giả. Theo quy định thì cả người bán và người mua sử dụng vé tàu giả đều bị xử lý. Theo đó, đối với hành vi sử dụng vé tàu giả để đi tàu sẽ bị cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100 đến 200 ngàn đồng. Mức phạt tiền từ 2 triệu đến 4 triệu đồng sẽ được áp dụng đối với các trường hợp nhân viên bán vé của nhà ga, nhân viên bán vé của đại lý bán vé tàu, nhân viên bán vé trên tàu bán vé tàu trái quy định, mua bán vé tàu nhằm mục đích thu lợi bất chính. Phạt tiền từ 10 đến 15 triệu đồng đối với cá nhân, từ 20 đến 30 triệu đồng đối với những tổ chức thực hiện một trong các hành vi vi phạm vận chuyển vé tàu giả, bán vé tàu giả và tàng trữ vé tàu giả.